Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại tỉnh Vĩnh Phúc vào đầu tháng 6 năm 2016 vừa qua, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, là sự kiện chính trị quan trọng và ý nghĩa đối với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trước đó, để triển lãm diễn ra đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung liên quan như họp báo, tập huấn về công tác tuyên truyền biển đảo cho đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách tuyên truyền các sở ban ngành đoàn thể địa phương, cùng 200 giáo viên dạy môn lịch sử và các phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn cổ động trực quan bằng băng rôn khẩu hiệu, loa truyền thanh, treo cờ tại các trục đường chính của trung tâm thành phố Vĩnh Yên, trung tâm các huyện, thị, thành trong tỉnh, tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng đến đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh. Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc, báo Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển lãm trước khi sự kiện diễn ra gần một tháng. Hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành thị trong tỉnh đã tiếp và phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của các xã phường trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể nhân dân trong tỉnh biết về sự kiện chính trị quan trọng này. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau triển lãm. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nhà hát lớn tỉnh Vĩnh Phúc để thưởng lãm tất cả những cái tư tài liệu trong chương trình triển lãm bản đồ tư liệu Hoàng Sa Trường Sa, chứng cứ lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và ở đây thì xung quanh chúng tôi là tất cả những chứng cứ lịch sử đã được ban tổ chức bố trí hết sức là khoa học và có sự tham gia của đông đủ tất cả các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Sáng ngày 2 tháng 6 năm 2016, tại nhà hát tỉnh, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được khai mạc. Triển lãm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm gồm các nhóm tư liệu, phiên bản của các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành, phiên bản của các văn bản hành chính do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ năm 1954-1975, phiên bản của các văn bản hành chính của Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay, một số tư liệu ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 19. Một số hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến năm 1974. 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa do Việt Nam phương Tây công bố từ thế kỷ thứ 17 đến nay. Những công trình nghiên cứu, ấn phẩm của các học giả Việt Nam và nước ngoài về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xuất bản từ năm 1975 cho đến nay. Hiện vật và hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa giới thiệu những hình ảnh hiện vật phản ánh quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, tư liệu về Hoàng Sa Trường Sa trong trái tim Việt Nam, một số hình ảnh tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện đảo Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số hình ảnh các bộ tem. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu bản đồ của các triều đại phong kiến từ thế kỷ thứ 16 đến nay ở Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Chúng tôi là những người cựu chiến binh, đã từng tham gia chiến đấu để bảo vệ và giành lại cái độc lập tự do tổ quốc.
đã được nghe, được tuyên truyền và được thấy thực tế của biển đảo Việt Nam. Nhưng qua triển lãm này thì càng thấy cái giá trị thực tế biển đảo của chúng ta không thể tách rời được với Việt Nam, và nâng cao thêm cái tinh thần yêu nước, rồi cái trách nhiệm của mình trong cái việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, không thể để kẻ thù lấn chiếm được một gang tấc nào của biển đảo Tổ quốc chúng ta. Với cách trình bày, sắp xếp các hiện vật, tư liệu, hình ảnh theo tiến trình lịch sử một cách khoa học, logic và hợp lý, triển lãm đã giúp cho người xem hiểu một cách tường tận hơn về chủ quyền biển đảo của đất nước. Đặc biệt đối với các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, triển lãm như những giờ học lịch sử bổ ích, lý thú và thiết thực. Nhân cái dịp này là một cái hoạt động ngoại khóa để làm sao cho các em thổi vào trong cái tâm hồn của các con một cái tình yêu quê hương đất nước. Đó là những cái ý nghĩa mà em nghĩ nó đơn giản và nó cũng thiết thực nhất đối với các con. Đến đây chúng em cảm thấy rất là hứng khởi và rất là ham học hỏi và khám phá về những tư liệu này ạ. Và thông qua những tư liệu thì chúng em được biết nhiều hơn về lịch sử, tự bản thân mình biết về những chủ quyền biển đảo của đất nước mình. Và chúng em từ đó thì nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Qua những tư liệu này đủ để khẳng định rằng là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam ạ. Đến với triển lãm về biển đảo lần này còn giúp người dân trong tỉnh nhận biết đầy đủ hơn về Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Cho phép các quốc gia ven biển được hưởng quy chế thêm lục địa để thăm dò và khai thác tài nguyên. Đây là chủ quyền chuyên biệt, không tùy thuộc vào điều kiện phải có sự chiếm hữu, khai phá hay tuyên bố minh thị. Mọi sự tùy tiện chiếm cứ của nước ngoài, dù có bằng vũ lực hay không, thì đều bất hợp pháp và vô hiệu lực. Về mặt địa lý, đảo Chi Tôn, quần đảo Hoàng Sa chỉ cách Quảng Ngãi 135 hải lý và đảo Hoàng Sa chỉ cách lục địa Việt Nam 160 hải lý. Vì vậy, quần đảo Hoàng Sa nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, được quy định bởi Công ước về Luật Biển năm 1982. Về mặt địa chất, các nghiên cứu khoa học đều cho thấy quần đảo Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam. Trong thời gian diễn ra triển lãm, hàng vạn người dân trên khắp các địa phương trong tỉnh cùng nhiều du khách thập phương đã đến tham quan, tìm hiểu về các tư liệu, hiện vật được trưng bày về biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Đây có lẽ là cuộc triển lãm nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Vĩnh Phúc nhất từ trước đến nay. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, khoảng cách về địa lý đã rút ngắn bởi những cây cầu nối dài được xây dựng từ chính tình yêu và sự gắn bó ruột thịt giữa đất liền với hải đảo. Ngày hôm nay mình đến đây thì mình thấy rằng là ở đây cái nội dung triển lãm khá là phong phú và có một số những cái thư tịch cổ cũng như một số các tài liệu mà khá là quan trọng trong việc chứng minh chủ quyền biển đảo của Việt Nam mình. Đấy, và mình nghĩ rằng là nếu như mà mình có thể đưa được các cái tài liệu này ra cho bạn bè quốc tế thì nó cũng là một cái góp phần để khẳng định hơn về cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam mình đối với thế giới. Tôi thấy những tư liệu được trình bày là rất khách quan, không riêng gì những bản đồ cổ, những tư liệu cổ từ thế kỷ thứ 17 của nhà nước Việt Nam và có cả những cái tư liệu của nước ngoài, thậm chí cả của Trung Quốc, chứng tỏ rằng đây là việc làm của Trung Quốc là sai trái và việc đấu tranh của chúng ta là chính nghĩa. Đối với người dân Việt Nam nói chung, nhân dân Vĩnh Phúc nói riêng, hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa không những là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ của mỗi người con đất Việt hôm nay và mai sau. Có xem những hình ảnh phản ánh sự phấn khởi, lòng quyết tâm của hàng nghìn người con Việt Nam đối với việc kiên quyết giữ vững và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của biển đảo, mà nghệ sĩ ghi lại khi người dân cả nước háo hức trên những chuyến tàu chở niềm vui từ mọi miền Tổ quốc đến với Trường Sa, Hoàng Sa, chúng ta mới cảm nhận được giá trị của tinh thần đoàn kết dân tộc, của dòng máu con lạc cháu hồng, từ một bọc trứng mẹ Âu Cơ Sinh. Từ đó, để mỗi người dân trong cả nước nêu cao hơn nữa về tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc, quyết gìn giữ từng tấc đất của cha ông để lại, phát huy trí tuệ của mình, xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Lúc này, đâu đó trong khán phòng nhà hát tỉnh, ngân vang câu hát, không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi. Vâng, gần lắm Trường Sa, bởi dẫu còn xa cách về địa lý,
nhưng trong mỗi người dân nước Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, Trường Sa, Hoàng Sa vẫn rất gần, bởi trong họ ai cũng đều có một Trường Sa, Hoàng Sa ngay giữa trái tim mình. Kết thúc đợt triển lãm này thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tham mưu với Ủy ban dân tỉnh cho tổ chức triển lãm ở các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để mà tăng cường tuyên truyền về cái chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý vào đầu tháng 6 năm 2016 tại Vĩnh Phúc đã giúp mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố, là minh chứng hùng hồn về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với thế giới, đồng thời bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục câu chuyện trong tháng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin phép được khép lại tại đây. Xin một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.